Giá vé máy bay Tết khởi hành từ Hà Nội đến các điểm du lịch đang tăng cao. Những du khách ở Hà Nội đến giờ quyết định du lịch ít còn lựa chọn giờ bay đẹp và giá vé máy bay cao khi các hãng bay gần như đã hết hạng vé phổ thông. Giá vé máy bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch miền Trung và miền Nam đã tăng từ gấp rưỡi trở lên so với hồi đầu tháng 1. Theo các hãng lữ hành, giá vé máy bay chặng từ đầu Hà Nội đến các điểm du lịch chính có biên độ dao động lớn hơn so với chặng từ đầu Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do chính là khoảng cách từ Hà Nội đến các điểm này xa hơn so với từ Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, mặc dù nhiều khó khăn bủa vây, nhưng da giày đang được xác định là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, có sản phẩm chất lượng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Năm qua, xuất khẩu giày dép mang về cho Việt Nam hơn 20,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm thứ 26 liên tiếp tính từ năm 1998, giày dép xuất khẩu nằm trong nhóm mặt hàng tỷ đô la Mỹ và nằm trong nhóm có kim ngạch cao. Hiện Việt Nam đã vươn lên thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc về xuất khẩu giày dép với lượng xuất khẩu 1,5 tỷ đôi và có mặt ở 150 thị trường. Thưa quý vị, Nghị định số 11/2024 ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ quy định rõ việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị định quy định doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này. Thời gian miễn thuế là 5 năm tính từ thời điểm mà doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị, nhằm phục vụ tốt nhu cầu du xuân đón Tết đang cận kề, tối ngày 3 tháng 2, Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức khai mạc Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 và triển lãm thư pháp hiếu học cùng nhiều hoạt động hấp dẫn. Hội chữ Xuân năm nay tổ chức nhiều hoạt động như tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống, không gian văn hóa đọc, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống Hà Nội và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca mối nhạc dân tộc. Điểm nhấn chính của Hội chữ Xuân năm nay là hoạt động cho chữ, xin chữ, với sự tham gia của 40 thư pháp gia đã vượt qua kỳ ứng tuyển, bảo đảm đúng tiêu chí và yêu cầu của Hội chữ Xuân. Trong Hội chữ Xuân Giáp Thìn còn có triển lãm thư pháp với chủ đề Hiếu học, trưng bày 50 tác phẩm thư pháp tại khu vực sân trước và 50 tác phẩm vòng quanh hồ văn. Các tác giả đã khai thác những đoạn trích trên văn bia tiến sĩ tại Văn miếu Quốc Tử Giám hay những câu ca dao, câu nói của các danh nhân, thể hiện tinh thần và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Hội chữ Xuân Giáp Thìn mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, từ nay đến hết ngày 19 tháng 2, tức mùng 9 Tết năm Giáp Thìn. Các di tích thuộc quần thể cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan trong 3 ngày, mùng 1 đến mùng 3 Tết Giáp Thìn. Chủ trương miễn vé tham quan di tích của tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày Tết đã nhận được sự đồng thuận và phấn khởi từ phía người dân và được tiếp tục duy trì hàng năm. Phục vụ khách dịp Tết miễn phí vé tham quan, nhưng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đặc sắc tại các di tích, khẳng định điểm đến với dịch vụ ngày càng chất lượng. Thưa quý vị, ngoài sức hút từ thắng cảnh, ẩm thực và các di sản, khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp này còn được trải nghiệm không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền của người Việt với hàng loạt hoạt động thú vị và những lễ hội đặc sắc. Những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2 cũng là thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hoạt động vui xuân đón Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh đã rất sôi động. Ghi nhận từ các công ty lữ hành ở Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay đón khá nhiều đoàn khách lớn. So với mọi năm, khách quốc tế thường đi nhóm nhỏ, gia đình. Tháng 1 năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 416.000 lượt khách quốc tế. Ngành du lịch đang khởi sắc ngay từ đầu năm nhờ ngày càng nhiều khách nước ngoài chọn Việt Nam là điểm đến trong dịp đầu năm mới này. Những ngày này, trên khắp các bản làng, huyện vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, rực rỡ màu cờ Tổ quốc. Với những người dân ở giải biên cương này, việc treo cờ là một nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngay khi tiết xuân chớm ghé nơi biên cương, người dân ở xã Tam Trung đã háo hức mang những lá cờ đỏ để treo trước cửa nhà. Ở nơi vùng sâu vùng xa đang còn nhiều khó khăn này, lá cờ Tổ quốc vừa thể hiện chủ quyền lãnh thổ, cũng là lời kêu gọi ý chí vươn lên của mỗi người dân. Cứ lễ Tết là dân bản treo cờ, nhà nào cũng thế, rất là hào hứng với lá cờ. Thì mỗi một nhà treo một cái cờ,
để mà tức là cơ cơ để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán để bà con cũng phấn khởi vì cơ cũng sáng dựng cả bản. Huyện Mường Lát có hơn 100 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, với 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 95,2%. Mỗi dịp Tết đến xuân về, màu cờ đỏ thắm núi rừng biên cương đã tạo nên cảm xúc khác hẳn nơi thành thị. Việc treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng trên địa bàn huyện Mường Lát thì đã trở thành một việc làm thường xuyên trong các dịp lễ, dịp Tết cũng như là các sự kiện trọng đại của đất nước. Cả huyện thì cũng đã được đầu tư hỗ trợ và người dân tự mua là hàng nghìn cái cột cờ. Còn chưa đầy một tuần nữa, cả nước sẽ bước sang năm mới Giáp Thìn. Ở huyện biên giới Mường Lát xa xôi này, không khí đón xuân cũng đang rộn rã từng ngày, mang theo niềm hy vọng của bà con dân bản rằng đời sống năm nay sẽ bớt khó khăn, vất vả. Trong năm 2023, do lượng xe bán ra của nhiều hãng sụt giảm mạnh, khiến các đại lý phân phối ô tô cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lao dốc. Năm qua là một năm khó khăn đối với ngành phân phối ô tô do ảnh hưởng trực tiếp từ suy thoái kinh tế, sức mua giảm mạnh. Do đó, các nhà phân phối lớn trên thị trường đều phải hy sinh lợi nhuận vào cuộc đua tăng ưu đãi. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, lượng ô tô tiêu thụ tại Việt Nam trong năm qua đạt gần 302.000 xe, giảm tới 25% theo năm. Hầu hết hãng cũng như top 10 xe bán chạy thị trường đều ghi nhận doanh số giảm. Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học trong việc hỗ trợ bảo vệ học sinh. Thời gian triển khai thí điểm trong 6 tháng, từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2024 tại 6 địa phương, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa. Việc triển khai mô hình này tại các trường học nhằm hướng tới dẫn các đơn vị, nhà trường tổ chức hoạt động này một cách thuận lợi, đồng thời tăng cường tuyên truyền về mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học, từ đó đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ bảo vệ học sinh trong nhà trường.